Ok, lời chào các bạn nha. Chào các bạn buổi sáng là nhiều vui vẻ nha. Buổi sáng thì nhiều sức khỏe và cần nhiều may mắn nha. Hôm nay mình sẽ quay bạn xem buổi sáng ngày Chủ nhật. Sáng ngày Chủ nhật là mình thường làm gì hay là đi đâu đó thì sáng nay mình sẽ quay cho các bạn xem ngày Chủ nhật thì có đi uống cà phê này nọ thôi, không còn làm gì khác. Đi chơi xung quanh mấy khu mình đang ở thôi, không đi đâu xa cả. Nên nay mình sẽ quay cho các bạn xem ngày Chủ nhật mình đi và mình đi uống và cà phê quán nào đó thì các bạn cùng theo chân mình, theo dõi mình để mà biết chỗ mình được đi uống quán nào nha. Ok, lời các bạn. Quay cho các bạn xem chỗ ngã tư nha. Chỗ ngã tư mà khu mình làm đấy. Đấy. Chỗ ngã tư đường rất là rộng. Đấy, xe nhiều không? Buổi sáng hôm nay là buổi sáng Chủ nhật nên mọi người toàn đi uống cà phê. Và bây giờ là chưa nhiều đâu, tí nữa mới là nhiều người. Quán này là đông nhất trong hội nghĩa luôn, về để đúng chỗ ngã tư đó. Ngã tư mà có cây xanh nữa, thấy không? Thấy quán đẹp không? Có cây xanh nữa. Có cái xanh rất là thoáng và mát mẻ nên khách người ta thích ngồi và uống cà phê để mà trò chuyện, một không khí là giống như tự nhiên này. Cây xanh, cây có hoa quá nhiều nên lòng cắn này. Mình sẽ quay cho các bạn xem trong nhé. Đây, đi thế nào. Đang ít người, tí nữa mới nhiều người nha. Đây, ngồi chỗ bàn đá gốc cây. Bàn đá gốc cây đỉnh luôn. Đây, có
làm xong nước nhân tạo này. Đấy, có con cá kìa. Ui, có con cá này. Có con cá nhiều chưa nè. Đây là cái suối nhân tạo. Trong sân nhà mà người ta làm như vậy đó. Đẹp chưa? Cà phê chuối. Và đây là bạn uống buổi sáng hôm nay. Chào mọi người nào. Ngại. Thấy camera là ngại. Đây, thấy nước đẹp không? Đấy, một cái bình đựng nước làm cắn phun nước nè. Nhìn cũng dễ thương ấy nhỉ. Đây đây, con cá đang thi đua nhau như này. Cá đó đen trắng vàng có hết. Ôi đẹp chưa. Đây nó làm tốt như kia luôn nè. Đi đây, mấy cái cành nó làm một cái bóng gì này, bóng đèn. Đến ngày Tết rồi, thấy không? Nó làm đẹp. Đó, rực luôn. Cây lá vàng nữa. Giống như bên cái cây đó là giống như bên bên nước cái Nhật Bản á. Nhật Bản hay là Hàn Quốc gì đó có cái cây lá vàng như vậy. Còn Việt Nam mình chỉ có nhân tạo thôi. Đấy, rộng rãi sao mắt. Tí nữa đầy người luôn, cả trăm cả nghìn người luôn. Mình quay vòng vòng cho các bạn xem tí nhé. Người ta cứ nhìn chằm chằm, ố thằng này cầm điện thoại làm cái gì trời. Đấy, người ta tưởng mình bị điên đó. Đấy, xe không? Mới 6 giờ, gần 7 giờ nha. Nhưng mà cỡ này rồi, 7-8 giờ là chiếc xe đầy khịt ở đứng ngã tư lên đây luôn. Thì đây là trung tâm rồi. Phải không? Bên kia là khu công nghiệp. Khu công nghiệp công ty mình làm ấy. Bên đây ngã tư. Bên đây là đường xuống Đồng Nai. Đấy. Đường xuống Đồng Nai. Lên trên này là đấy, chỗ trên đó lên trên là đường hướng về quê thân yêu Gia Lai. Rồi tiếp tục vào trong nữa. Ôi đẹp quá, cây xanh đẹp quá. Thank you.
bong bóng đẹp. Là một ly trà đá cà phê nữa thì không có gì mà bàn nữa. Ôi con cá đẹp quá. Ui, đông dữ rồi. Nó làm cái suối nhân tạo này thấy đẹp không? Giống ý như thiệt luôn này. Nước ra bên cạnh như này. Đá. Nhưng mà đá đây đẹp ha. Đá thấy bóng lửa. Và đây ly cà phê đây, ly cà phê nhìn dễ thương, nhìn cũng đẹp đấy, ly nước trà, ly cà phê, buổi sáng như vậy là quá đủ rồi. Mời các bạn uống cà phê nhá, chúc ngày mới ăn lành nhá. Bà bán về số rồi, ủng hộ bà tí nhé. Chào các bạn nha. Các bạn buổi sáng vui vẻ, an lành và có nhiều sức khỏe nhé. Ngày mới thật là nhiều niềm vui, bình an trong cuộc sống. Các bạn thấy chỗ mình review với chỗ quán có nhiều người thân như thế nào? Đẹp không? Như rất là tự nhiên nhé. Thấy cảnh quan là mấy cây trong suối thì nhân tạo ấy, nó cũng đẹp. Chào các bạn nha. Khi bây giờ thì các bạn xem xung quanh nữa. Và hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một vòng cái chỗ ngã tư. Nên mời các bạn xem và ủng hộ mình nha. Em nhớ like, subscribe và đăng ký kênh của Theo GTC Vlog nha. Mình sẽ review cho các bạn xem nhiều nơi nữa ở khu mình làm đây. Và có những điều gì đó thú vị mình sẽ chia cho các bạn xem. Và các bạn thấy sau lưng bên kia thấy không? Một cây xanh lá vàng, cây bóng đèn đỏ nữa, thật là đẹp. Và những nhân viên phục vụ ở đây cũng rất là nhiệt tình, toàn là trai gái trẻ không nên được.
rồi đi có ít có thể là rất là nó đảm bảo.